What's up? Chào mừng anh em đã trở lại với channel của Chewy Hesitation. Mùa hè vừa qua thế nào anh em? Tôi tin chắc anh em đã chọn được kiểu đầu phù hợp với mình. Ở video lần này tôi sẽ liệt kê top 5 kiểu đầu mà được nhiều anh em lựa chọn nhất trong hè vừa qua. Ok, let's do it! Number 5, Short Quit. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh em đến với Chewy Hesitation và lựa chọn kiểu tóc short quit, trẻ trung năng động. Và vì sự thoải mái của kiểu tóc này đem lại. Short quit có đặc điểm phần mái tóc dài tầm khoảng 7cm, thường được tỉa mỏng chứ không để dày. Khi tạo kiểu kết hợp với pre-styling sẽ rất dễ dàng tạo kiểu. Ưu điểm kiểu tóc này là không kén gương mặt, giúp các chàng trai luôn toát lên vẻ điển trai. Kiểu đầu vị trí số 4 chính là side quit. Đây là một kiểu đầu đem lại sự gọn gàng và lịch lãm dành cho anh em văn phòng hoặc công sở cần sự chỉnh chu. Đây cũng là một trong những kiểu tóc phổ biến nhất của thời trang nam, với ưu điểm phù hợp với rất nhiều khuôn mặt, dễ chăm sóc và tạo kiểu bằng sản phẩm tạo kiểu để cho mái tóc của anh em đẹp nhất có thể. Số 3, layer phong cách Hàn Quốc. Kiểu đầu này đã vốn dĩ đã quá quen thuộc với tất cả anh em, làm toát lên vẻ lãng tử, đồng thời che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt bằng sự căn chỉnh độ dài của mái tóc. Kiểu tóc này phù hợp và đa dạng kiểu biến tấu. Anh em có thể uốn xoăn nhẹ hoặc uốn stretcher để có một mái tóc phồng và dễ dàng tạo kiểu hơn. Kiểu đầu size bát 37 ngắn. Đây là một kiểu đầu Hàn nhưng với một độ dài không quá dài, sẽ thích hợp cho mùa hè và sẽ không gây khó chịu hay nóng bức. Kiểu tóc size bát 37 được cắt theo phong cách hiện đại và phần tóc ở trên đỉnh được cắt ngắn. Do được cắt theo phong cách hiện đại nên kiểu tóc size bát 37 mang một phong cách mới lạ, độc đáo, phù hợp với xu hướng thời trang tóc nam ở hè 2020 vừa qua. Vị trí cuối cùng, ngôi vương của những kiểu tóc hot nhất mùa hè 2020, là một kiểu đầu được anh em biết từ trước nhưng được kết hợp cùng với uốn texture thịnh hành 2020. Đó chính là True Block kết hợp với uốn texture. Kiểu tóc này tạo lên một vẻ đẹp vô cùng chất chơi người rơi để thu hút. Ok, trên đây là top 5 những kiểu đầu hot nhất mùa hè 2020 vừa qua. Anh em đã trải nghiệm những kiểu đầu nào rồi thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên ấn subscribe và nút chuông để nhận những thông báo khi chúng tôi ra video mới. Và see ya, hẹn anh em ở Chewy from Việt Nam.